Tử Vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ sau bao khó khăn, bước sang tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ nhận thành quả từ sự cố gắng từ đầu năm. Mọi may mắn, thuận lợi sẽ bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy thì trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Quý Hợi cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới? Và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến, con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi để lắng nghe lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý, lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hạnh mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với người tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12, dương lịch, có nạp giáp là Quý Tị. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày 6 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 11 tháng 11 năm 2020, tức ngày 25 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quan tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 dự đoán mọi phương diện sẽ rất khởi sắc, những nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp. Mậu dương thổ gặp Hợi âm thủy nên gọi là chính quan,
nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Quý Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Cho nên bước sang tháng 11 âm lịch, bản mệnh vượng vận quý nhân, hành sự dễ thành, đạt được kết quả như mong đợi. Tử vi dự báo, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong tháng này, các gia chủ Quý Hợi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 26 tháng 11 năm 2020, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Tỵ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Quý Hợi. Trong tháng 11 âm lịch, công việc của các gia chủ tuổi Quý Hợi thuận buồm xuôi gió, gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 của tuổi Quý Hợi, con giáp này sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên con giáp này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê, lạc lối. Bên cạnh đó, bản mệnh luôn cần sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Đặc biệt, những gia chủ Quý Hợi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ thành công. Tài lộc của tuổi Quý Hợi. Tài lộc của tuổi Quý Hợi năm 2020 nhận thấy, trong tháng 11 âm lịch, tình hình tài chính của con giáp này không có nhiều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian để lo lắng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Xét về tài vận tháng 11 âm lịch này, người tuổi Quý Hợi biết quản lý tài chính, nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dỉnh chi tiêu. Con giáp vốn là người có tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Có tài vận ổn định, người tuổi Hợi sinh năm 1983 có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh lại chăm chỉ, cần cù nên làm việc làm ăn, buôn bán không đến nỗi nào. Chăm chỉ, cần cù nên cũng việc làm ăn, buôn bán không đến nỗi nào. Đồng ra, đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều, kênh phong thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình. Chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí. Bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo của tuổi Quý Hợi. Bước sang tháng 11 âm lịch, bản mệnh không còn đào hoa như trước đó. Vì vậy, tỷ lệ tìm được người như ý khá thấp. Thời điểm này, tốt nhất nên tập trung cho sự nghiệp, không nên vương vấn quá nhiều chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình cần quan tâm đến gia đình hơn, không nên dồn hết trách nhiệm cho nửa kia, dù công việc có bận rộn đến mấy. Có thể điều này khiến cho đối phương cảm thấy bạn hơi cứng nhắc, nhưng với bản mệnh,
đó là điều cần thiết để bạn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự nhàm chán có thể khiến cho mối quan hệ giữa hai người dần hạ nhiệt. Đừng để mình lý trí quá mức, hãy lãng mạn trong phạm vi có thể để nuôi dưỡng tình cảm, hâm nóng tình yêu, để cảm xúc của hai người luôn như thuở ban đầu. Với người độc thân, có thể bạn đang không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn tự thấy bản thân vẫn có thể sống tốt dù không có ai bên cạnh, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải lo toan cho người khác. Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, hợi, mão, mùi. Vật phẩm có tác dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi. Trong tháng 11 âm lịch, sức khỏe của tuổi Quý Hợi khá tốt. Tuy nhiên, do bản mệnh lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt, cho nên bản mệnh cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Ngoài ra, bản mệnh hãy chăm chỉ tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Gia chủ tuổi Quý Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Quý Hợi trong tháng 11 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 11 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.